chào cả nhà. Nay chị làm gì vậy? Chị nấu canh chua cá, kho cá. Ủa nay là sáng mùng 3 rồi cả nhà ơi. Một lát có anh Tư, chị Tư về phải không chị? Ừ. Qua chị điện nói con nay về đó. Nồi canh chua gì cá điêu hồng. Bữa nay là chị ba với bé Hương nấu nha cả nhà. Đây là cá hú kho. Ở trên clip nói sao Hương kêu em bằng chị. Nó là do quên á, cũng chứ bình thường cũng kêu Út à cả nhà, mà tại hồi đó lúc mà mới quen về nhà kêu bằng chị cái quên hoài luôn. Trên clip người ta hỏi. Ủa chị canh chua ăn lậu bún hả chị? Nãy cái mua bún ăn nó cơm sống. Hồi tối này em coi trên Facebook cái em thấy bún mà với nước tươi cũng thèm ghê á. Này có đậu bắp, cà chua, rau muống. Này có rau sống với dưa leo. Ồ bữa nay bán có bán mắc không chị? Sáng chị đi chợ hả? Rau không rồi 70 ngàn. Trời ơi. Bữa nay chị ba với bé Hương ra tay cho cả nhà. Cái tiền làm gì vậy? Cho cả nhà. Dạ con gọi. Tết mặc đồ mới không ông ta? Nó mặc cái bộ này nhìn gọn nè. Mua hai cái bào nữa chị nhỉ. Chiều luộc khô quẹt ha. Cà, dưa. Đó, nay chị ba ra tay đó cả nhà. Chị không lấy dĩa bự hơn á. Nha, cho rộng rãi. Bự. Ủa mẹ không ra hả ngân? Bây giờ thì cả nhà là sẽ chơi chào cả nhà. 5 ngàn. Đủ chưa? Rồi. Số gì đây? Số ủa, gì đây? Đây? Ứng hơn đâu? Quá anh không chọn tàu thì anh đặt vô đâu? Không quên ha. Mày có tàu à? Mày có 5 ngàn. À, màu xanh đi, màu xanh là nó tươi tắn nha cả nhà. Anh không lấy màu xanh giống áo anh kìa. Số gì đây, có ra con mấy con mấy gì đây. Bà con cô bác có giấy dòng này trở lại đây mà nghe kêu số. Số gì đây, số gì đây. Hay quá. Rắm, còn 85. Sao nữa, 85. 85. Số gì đây. Ý nhột con 11. Con 11. Số gì đây? Ý nhột lại. 21. Không có biết. Trời ơi gì nhột hoài nè. 81. Thôi ba ơi. 28. Trời ơi. Ông biết kêu số, kêu hoài ông ra số nữa. Kêu đại 90. Trời ơi trời, số ông già. 57. À. Cái này chẳng sao tôi kêu. 55. Để chút xíu cho chị Nguyệt kêu nha. Không có cần kinh trước. 15. Trời đất ơi, hàng hai rồi đây. Kinh đầu bán trâu hả Ngân? 76 nha. Đây bán trâu nha, tao kinh trước rồi có vốn. Trời ơi. 25, hàng ba rồi cả nhà ơi. Trời ơi, con có gì hết vậy? Tàu này chắc không dùng quá à. 18. Chuẩn bị hốt bà. Chuẩn bị hốt bà. 69. Mà nó không có đi chung đường. Con hết. Hết rồi. 24. 24. 48. Cây cột. Số mấy? Số 1 á. Số 1 hả? 46. Chưa đợi được nữa ta. Con số 5. 31. Không đợi thằng ba nữa. Chưa nha. Ba hả? Con 82. Má chờ chưa? Ôi má dốt mạnh vậy ta. Chơi hai tờ luôn nè. 32. 32. Thắng ai được đợi trước con nha. Đợi trước con tính nha. 52. Đã. Số 2.
Điện đợi chưa mà đợi luôn nè, đợi luôn. Chị Nguyệt đợi rồi. Ra con mấy, còn mày thì gì? 71. Có 71 không? Đó. Mưa buồn nhắc nhở tôi với tiền tôi. Em ra đi rồi tôi ở cùng ai? Con 12. Còn con 12. Nghe xung sang tới trong lòng chứa trang. Ngập kém lên trong tôi không có 1.000. Còn số 7. Số gì ga? Số gì ga? 73. Đợi không? Đợi đó nè. Ừ, 73. Ở trên cái dáng đầu như vậy. Kisualibaba như dần trăng sáng chiếu trên trần gian. Alibaba 83. 83. 83. 45 à. 45. 45. Bắt con này chạy trốn. 34. 34. Cái hò. Cái chờ nha quý vị ơi. Cái chờ. 44. 44. Trời ơi. Trời má đợi quá trời. Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng. Ngày xưa ai quyền quý cao sang. Con chính con ngày xưa đó bán vé chai. Sao 12. Sao 12. Trời ơi sao quá trời mà chứ quá trời. Số gì gà, hai con gà đá nhau. Một con trái mau, còn một con nấu cháo. 36. 36. 36. Cái miệng em cười thật là có duyên. Nằm mơ nguyên. Nằm mơ nguyên. Nằm mơ nguyên. Quá tầm đó không? Bắt cái con không có số gì coi ra 38 rồi. Hãy, 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 hãy. 27. Kêu ngầu. Trời ơi. 8 thì thời. Siêu gì không ai kinh hết á. 8 thì thời. Đúng 8 nữa. 6 phút luôn á. Không ai kinh hết á. Sắp cả dữ luôn. Ai đợi hàng mấy? 10 gì đây? 10 gì đây? Con 14. Con đợi mấy hàng đây? Trời ơi, hồi hộp quá. Hồi hộp quá, sợ đợi quá. Có ai chờ chưa? 75. 89. 89. Trời ơi, đợi 38 rồi. 75. Số gì đây? 6 gì đây? 6 gì đây? 6 gì đây? 64. 64. Đợi 79 thôi. Trời ơi, tâm nhiều quá, tin ba. Cả đi tìm quá nha. Anh đến quay đầu mà ngon quá. Con le le. Số 2. 22. 22. Trời ơi, nhiều. Kìa, cháu nội ngoại về kìa. Ủa, con. Cháu lại về cả nhà ơi, cháu lại. Vô ngồi chơi là con. Vô, 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 đại, đại, đại. Số gì đây? 7. Số gì đây? 7. Quy ăn cháo. Quy ăn cháo. 6 gì đây? Sao gì đây? Sao gì đây? Cái miệng má cười thật là có duyên. 60 nguyên. Nguyên sao gì đây? Không tin luôn. 10 gì đây? 10 gì đây? 10 gì đây? Chị 10. Không. Ồ. Trời ơi, chưa vậy? Chắc má kinh rồi, má chờ quá trời luôn. Mệt quá. Trời ơi. 5. 2 gì đây? 20. 2 gì đây? Con 20. Con 20, có 20. Sao nào giúp mà nào? Sao chưa tới lượt. Trời ơi. Không để bé bên đây cũng được hả con? 2 gì đây? 2 gì đây? 2 gì đây? Hai gì đây? Cô Hai Lan. Hai gì mày? Cô 23. 23 có. Tên, tên, tên. 23. Tên, ông trời ông kinh. 23. 23 là
qua, vừa điểm qua có 1. Số 7 có 2. Em 31. 31. Kiếm đi. Em có 3, 31 nè. 31 đâu? 31 có 3. 52. 52. Em ai chưa có hay gì? Có. Đó. Đồ ấy là 73. Có. Rồi thôi. Con tờ ra tờ ra con mấy con mấy. Con kim vàng bọn ăn bông bí. Anh thấy nàng anh để ý anh thương. Con 15 con 15. Con 15. Con 15. Con quân thù. Alo kêu đến chạy chống quân thù. Thôi còn số chín. Tôi mở con tờ ra con mấy gì đây? Con 57, con 57. Ý nhọt và con số 1. Con số gì đây? Con số gì đây? Con 22. Ca đi chết rồi. Trời ơi bởi sao ta vừa chiến trường có tiền. Nên gió đông sơ đành chia tay vĩnh viễn bạch khắp mùa hè. Con 82. Dân là kêu ô tô chuyên nghiệp hết trời. Còn số bắp số không kêu người ta. Tại sao cuối cùng AK này số 10. Ê bác kêu cho bác kinh mà không nghe. 50 trên. Có gì mà dạy cho ca cho tao biết gì đâu. Thì cứ việc ca xong rồi khúc nào nó dính thì nó ráp vô. Còn không dính thì thôi biết sao giờ. Cứ việc ca đại. Chuồng chuồng bay tắt thì mưa bay đau thì nắng bay dừa thì răm à. Có 72. Tào lao dễ sợ luôn á. Còn số 3. Cái ta con 50 nguyên kiếm gì ta con ta không trớt nữa ta 45. Mùa Xuân Sang có hoa anh đào. Mùa Xuân Sang có hoa đào anh. Còn số 5 mà con số 5 không biết quen. Kêu thử con cho vô cái coi ngoẹt. Trời ơi trời. Quá trời kêu chó chú hôn cái coi. Anh nó bậy nữa. 113. 113. Còn 8. Còn 8. Còn 8. Còn anh nhảy với em nhảy là còn có bài. Đó. 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 Đó được. Con gì đây, cái con 30 quen. Má kêu tao bỏ má. Vô. Giờ nheo mắt giò không kẹp nữa kìa. 60. Hai họ hét gì chưa? 81. Con 13. Lên dòng đá giữa đêm trăng ta nhớ câu chuyện xưa. Em cho dạy cổ quá trời không có. Có 55, có 50 con đang nói. 50 nguyên, 80 nguyên. Con số sao? Mấy thùng quá rồi. Con số sao? Cà ra con mấy con mà gì đây? Có ai chở gì chưa? Con già hết danh. Vô
chín cho quen. Chín được đi đâu hả? Có 8, 10 sao. Ừ. Có 6, 15. Là cái số mấy đó? Ai biết đâu, cứ việc ca đi. Ca. Con 70, con 70. Con 70. Ê, con 18 chưa? Chưa. Có ai trái nhí gì không? Con 73. Trời ơi. Rồi ơi giờ. Ca không ra số. Con 78 rồi. Phao quà phao xe quà xe. Ê có 61 chưa ta? Chưa. Sao mà hỏi cái chuyện đó à? Con 48, con 418. Rồi bé Tiền kênh hợp lệ quý vị ơi. Giờ số 5, 48, 59, 72, 84. Có đủ không? Đủ con số cảnh tiền. Rồi, tu kìa. Rồi, tiền đây con. Rồi, chưa cái ăn chưa? Rồi, bây giờ chúng ta xuống đi ăn nha cả nhà. Xuống ăn. Xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày mùng 3 Tết thì cả nhà lại đang sum họp để ăn một bữa cơm. Tiếp tục như hàng ngày để cùng nhau tâm sự và trò chuyện với quý vị khán giả. Tại vì cả nhà mình mấy anh chị xa quê hương á, thích xem cảnh sum họp gia đình thì lại lúc nào cũng quay cái cảnh sum họp gia đình là chủ yếu. Và quây quần với gia đình và cùng nhau tâm sự để cho mấy anh chị ở xa xứ hoặc là những anh chị xa nhà, xa quê hương có thể nhìn xem rồi cho đỡ buồn chút phần nào nha. Anh chị thì là cũng thích chia sẻ lắm, anh chị nào muốn chia sẻ cho luôn với Lợi thì hãy comment và để lại số điện thoại, hai vợ chồng Lợi cũng có thể gọi nói chuyện hỏi thăm bình thường nha anh chị ơi. Bây giờ mời cả nhà mình cùng nhau ăn một bữa cơm ngày mùng 3 Tết nha. Mời, xin mời. Gia đình thì lúc nào cũng có chị ba nè, má thì bữa nay má là sáng là má ăn rồi. Nên là má không ăn nổi. Hôm nay có chị ba, bé Hương, bé Ngân, chồng Ngân và Xí được, ô này quên đi không cho xí được nữa. Cái tiền nay Tết rồi mặc đồ phong qua rồi phong dữ ha. Mời cả nhà mình nha. Bữa giờ ăn thịt khô tàu không à Ngân? Bữa giờ ăn thịt không à? Bữa giờ ăn thịt với dạ, trứng không à? Giờ ăn cá chắc ngon lắm á. Mà nhà Lợi đặc biệt là thích ăn cá hú. Cá điêu hồng nữa. Canh chua cái cá kho. Sáng mùng 3 rồi, nhanh quá. Bữa nay chị Nguyệt nấu hết anh. Hôm qua chơi lô tô cũng chết luôn vậy. Chút chơi nữa. Chút chơi lô tô. Không đâu cô à. Ủa cua can cầm vô cổng nữa rồi. Thôi mà tính đi hội chợ mà ngủ quên. Ông mẹ này nói đợi vô ngủ xíu ra đi hội chợ. Cả nhà có ai thích xem cảnh quay hội chợ không cả nhà? Nếu ai thích thì mọi người comment để lại có thể quay hội chợ ở quê cho cả nhà mình xem nha. Có ai? Năm nào hội chợ cũng về dưới đây chơi hết cả nhà. Năm nào ở chỗ Lợi cũng có hội chợ, tổ chức hội chợ đó. Quay đó mình chơi không? Bố quay bắt dịch đó Ngân. Đuôi 16 hay tháng 1 âm lịch là lễ hội năm trai, là cái lễ hội lớn nhất ở cái tầm vô này. Và mọi người ở tất cả các tỉnh thì có thể biết thì là người ta tới người ta chơi vui lắm cả nhà, đông cực kỳ. Với quay rước cua hồn á. Đúng rồi. Đông lắm. Tới đó Hương đâu có về được hả? Hương
Mì sao? Cơm, cốm, rau, cơm. Nhanh lắm hả? Vậy đây quay hồi qua Tết giờ. Nay mùng 3. Nay mùng 3 thấy muốn hết Tết rồi. Thấy thương lắm. Thấy mấy anh chị em ở nước ngoài á, còn mấy anh xa xứ buồn, đọc mà cũng thấy thương gì đâu luôn á. Mà giờ sao giờ? Sáng có một anh gọi em đó, nói coi gia đình mình cứ nhớ quê hương á. Đầu năm mở hàng 20kg tập xưởng đó. Ăn khen ngon á chị. Không, sẽ được gửi cho người thân ở đây, nhưng mà anh ở nước ngoài mua. Người không ăn nữa đâu. Thì hả, nói anh Hùng đó, Đồng Nai hả, mà uống bia với cha đó. Má ơi. Ảnh mở hàng đầu năm cho nguyên năm mình bán đất. Cái đồ ăn nhanh vậy. Chị em ăn được không? Được. Hồi đó em nhớ lúc em mới quen Út nói chị Nguyệt nấu lẩu cá riêu hồng ngon vậy lắm. Cần chua áo cái mồng trúng. Chưa ăn. Ăn cuốn con gà cuốn. Ủa con gà chi vậy? Cuốn mười ba hả? Mình đã ăn chưa cũng làm gì cũng dám mua, chị giờ cũng ăn cắt cổ. Giờ này cái vụ thanh long chưa ăn? Có nhiều con nó ra rồi. Một lắm hay chưa? Gì chứ? Tám hả? Ủa năm nay khai trương mùng 8 tốt hả không? Thầy có. Vậy chị cũng bắt trước mùng 8 vậy khai trương heo. Tùy tuổi chị. À tùy tuổi hả? Tùy tuổi. Được rồi, tuổi gà nên khai trương mùng 8. À. Mùng 4, mùng 8. Tới năm nay là cũng chúc mấy chị em xa xứ mình có một mùa Tết. Mặc dù là không ở bên gia đình thì lại mong là cả nhà cũng có thể là gọi điện thoại về bằng FaceTime. Giờ tại chị Lợi cũng ở Đài Loan cũng về không được á, cũng gọi FaceTime nói chuyện, đón giao thừa trên cái điện thoại. Đó thì cũng chúc chị em mình, anh chị em mình ở bên nước ngoài sống xa xứ hoặc là những người con xa quê hương, xa nhà gì không được, trong nước ngoài nước, thì có thể có một cái Tết luôn luôn vui vẻ và thật nhiều sức khỏe để có thể làm việc thật tốt. Năm nay mình về không được thì mình ráng dành dụm tiền, sang năm mình về mình ăn cái Tết to lớn hơn nha cả nhà. Không có gì phải buồn hết nha, đừng buồn nha. Phải đọc những comment này là cảm thấy rất là buồn, là buồn hơn mọi người luôn á. Mình cảm thấy là lại có một cái sự đồng cảm nó kỳ cục trong người lắm. Rất là kỳ cục. Nên khi mà lại đọc được là lại rất là xót trong người, rất là thương. Tại vì là cũng có người chị ở Đài Loan Tết năm nay chị không về được đó, nên là cũng rất là hiểu cái cảm giác. Tại vì chị lại buồn, chị lại than, với lại là biết cái cảm giác đó làm sao đó. Thôi bây giờ thì năm mới rồi, năm nay cũng mùng 3 rồi, thì cả nhà Lợi thì có một bữa cơm ăn xung quầy như thế này, thì lại cũng chúc Tết mọi người, chúc mọi người năm mới thật là dồi dào sức khỏe nha, vạn sự như ý, làm ăn thì phát tài phát đạt. Thôi bây giờ là xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả mình ở clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại.